Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ chế xe 4 bánh cỡ nhỏ, gọi là bộ ATV cũng được. Và bộ này sử dụng càng chữ A, giảm sóc treo càng chữ A đằng trước, 4 bánh đường kính là 30cm, bản rộng là 10cm, nốc vuông cỡ khổ trục sau là 85cm chiều rộng. Thì các bạn lắp bánh này nó sẽ rơi vào khoảng 95, và làm xe lên vỏ thì nó rơi vào 1m, như vậy là cũng tương đối ổn định rồi. Bộ này thì giới thiệu đến các bạn một cái phần chuyển động, đấy là bằng động cơ điện. Thì nó sẽ sử dụng động cơ 48V500. Ở đây thì mình dựng một cái mô hình tương đối để cho các bạn có thể sử dụng được. Ví dụ như động cơ điều khiển và chân ga là có thể hoạt động được rồi. Còn phần đảo chiều thì các bạn cơ bản có thể sử dụng công tắc, cái đấy là mình có thể cho. Hoặc là các bạn mua tay đảo chiều thì nó đẹp hơn, thì nó thêm tiền, thì cái đấy mình cũng không đưa vào trong này, để tránh nó khó hình dung, và chỉ nêu những cái phần thông số cơ bản thôi. Phần vô lăng thì có đường kính là 30cm, vô lăng đường kính to hơn cũng có, đường kính 35 cũng có, và vô lăng đẹp hơn cũng có. Đấy, các cái loại vô lăng đẹp mà các bạn sẽ thấy ở trên thị trường ấy, bên mình đều có hết. Tuy nhiên thì giá thành nó rất là cao, thì mình sẽ hạn chế cho các bạn vừa đẹp mà vừa rẻ, để cho các bạn dễ làm. Bộ này thì sử dụng một phanh đĩa đằng sau, phanh đĩa đằng sau và trục không vi sai. Thì các bạn có thể biến thiên cái trục đằng sau này đi thành trục có vi sai, hoặc là các bạn cứ đôi trục ra thì các bạn làm kéo tải một bánh bên phải thì tùy. Còn đi đường đồi núi, đường cát, đường cỏ thì các bạn làm khóa hai bánh cũng được, chứ còn đi đường bê tông các bạn khóa hai bánh thì nó sẽ rất là nhanh mòn lốp và nó rất là ghìm động cơ, tốn điện. Đấy, nó chỉ thích hợp các bạn đi đường lầy thôi. Thì đấy là cách xử lý cái phần trục sau này. Thì để xử lý cái phần trục sau thì các bạn có thể mua thêm hai cái gối đỡ vi nữa, thì các bạn cắt đôi trục ra thì các bạn sẽ tách được cái chuyển động nó khóa bánh lại. Đấy là phần động cơ là 500W. Động cơ này thì có giảm tốc là 500 vòng trên phút. Đấy, thì các bạn muốn điều chỉnh tốc độ thì các bạn có thể điều chỉnh bằng cách là thay cái nhông động cơ nó lớn lên. Nhông đằng trước các bạn thay bằng nhông 20 răng chẳng hạn, để cho tốc độ nó nhanh lên. Và khi các bạn mua động cơ thì nó sẽ sử dụng xích khác với xích xe máy, cho nên là cứ các bạn mua cái nào thì bên em sẽ đồng bộ cho các bạn cái bộ xích đấy. Ví dụ cái xích của thằng động cơ này là nó sử dụng xích 420. Xích này là nhông mỏng, nó dùng xích 420 thì bên em sẽ đưa nhông xích 420 cho các bạn. Ví dụ đây là chân ga này, chân ga có loại chân ga treo, chân ga sàn. Đây là bộ phanh dầu của nó. Đây là bộ phanh dầu này. Đây là bộ điều khiển 500W này. Bộ điều khiển này là loại hàng tốt ở trên thị trường hiện nay là không gần như không bán cái dòng này. Cái dòng này là mình nhập cùng với động cơ. Còn cái dòng mà dành cho xe đạp điện ấy thì thường nó rẻ hơn. Cái con này nó rất là to. Đấy. Đây, chiều ngang nó phải 10cm. Và chiều dài nó khoảng 15cm. Và công suất của nó là 500W. Thì nhiều bạn cứ hỏi mua công suất cao hơn thì thực tế là cái đấy không cần thiết. Chỉ cần công suất bằng động cơ, những cái dòng điện cung cấp cho động cơ nó cao là được. Chứ các bạn mua điều khiển 1000W mà dòng nhỏ thì cũng không khỏe bằng con 500W mà dòng cao. Đấy. Thì cái đấy thì cũng theo sử dụng thực tế thôi, chứ còn là nhiều khi mình mua ở ngoài người ta vẫn cứ ghi dòng cao nhưng nó không giá trị của nó không được như thực tế. Thì thường thường cái điều khiển nó cứ to là nó khỏe hơn so với điều khiển nhỏ. Còn công suất thì các bạn đánh giá này khi nó không hết được. Đấy. Đây giảm sóc đây. Giảm sóc này là giảm sóc có chiều dài là khoảng 27cm. Đấy. Một càng chữ A dưới là 22cm, càng chữ A trên là 20cm. Thì đối với cái dòng trục 85 thì sử dụng càng nhỏ thôi, chứ càng to thì khi các bạn lắp với cái bộ routine ống nối này nó sẽ xảy ra cái sai số. Đấy, thì tốt nhất là các bạn nên làm cái càng chữ A ngắn thôi. Đấy. Đây là bộ Meyer. Cái bộ Meyer đằng trước thì các bạn vẫn có quyền sử dụng phanh đĩa bình thường. Ở đây không lắp phanh nhưng vẫn có thể lắp được phanh nếu như các bạn cần. Đấy. Đây là bánh này. Bánh này thì tải trọng rất là tốt các bạn nhé. Giá trị của nó là ở cái bánh. Đấy, ví dụ như cái bánh này tải trọng của nó là 200kg trên một bánh này, hơn rất nhiều những cái bánh mà mình mua trên thị trường hiện nay. Đây. Đấy, mắc loát là 200kg. Trên một bánh rất là tốt, bánh này bánh tốt, 13x5.0-6, bản rộng 12, đường kính 30. Đấy. Cái bộ chữ A này thì kèm rất là nhiều cái tay để các bạn hàn lên khung. Đây, ví dụ các bạn bắt cái tay này vào đây. Đấy, các bạn hàn lên khung thì mình có trang bị cho các bạn 8 cái tay này. Và vừa với này cái con bu lon này các bạn siết và bắt lên khung rất là đẹp và không phải gia công cái gì cả. Đây là bộ kẹp vô lăng, phần vô lăng và trụ vô lăng. Đây là phần trụ vô lăng, đây là chân phanh dầu, chân phanh dầu đây,
chân ga điện thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phần chân ga treo hoặc chân ga sàn, thì mình sẽ đổi cho các bạn là không tính tiền. Đấy, thì tổng thể nó là như vậy. Các bạn là mua trọn bộ này không phần động cơ thì mình bán không động cơ, mà các bạn mua có động cơ thì mình bán có động cơ. Và video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn thêm bật chuông thông báo để khi có video mới đăng lên thì sẽ nhận được những